Xin chào tất cả các bác, chào tất cả anh em. Cũng lâu lâu rồi hôm nay em mới lại có hàng, có video mới để lên cho các bác. Hôm nay là clip thứ 43. Bác nào xem kênh của em lần đầu thì nhớ ấn đăng ký kênh nhé, và ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của em. Em vẫn còn một số cái đầu khoan này nha, đầu côn nha các bác nhé. Đầu này là đầu 16mm, có hai loại côn 16 và côn 18. Thì đầu này lắp được từ mũi 3 ly cho đến mũi 16mm. Cái này để các bác lắp vào khoan bàn này nhé, mới tinh chưa qua sử dụng nhé. Cả chìa băng danh đây, cả cái mở đây. Em về cái này về gần 100 đầu. Cũng gần hết rồi. Đầu 16mm các bác nha, đầu côn 16, 120k một đầu. 120k một đầu. Mã số 1 là 120k. Mã số 2 đây cũng là đầu côn nhưng mà đầu côn nhưng mà nó là đầu gen nha các bác nhé. Gen 13 này. Lỗ gen là 13. Còn nó lắp được từ 3 đến 16mm. Đầu gen này cũng mới chưa qua sử dụng đâu anh nhá. Mã số 2 này là 140k. Tất cả các mặt hàng từ 100k trở lên là em đã bao cước phí vận chuyển các bác nhé. Em đã bao cước phí vận chuyển. Mã số 3. Đây số 3 đây. Số 3 là cái chốt cửa thông minh. Chốt cửa thông minh em đang thanh lý nhé. Em còn hơn chục bộ em thanh lý hết nha. Số 3 này em thanh lý là 50k nhé. Mã số 3 này 50k, bác nào lấy hai bộ bao cước. Còn lấy một bộ này thì lấy theo máy, bác lấy cái máy thì bác lấy thêm cái này chẳng hạn thế. Thì nó sẽ là bao cước. Còn lấy hai bộ này em cũng bao cước luôn. Đây. Nó rất là dày nha các bác nhé. Đây. Cái này là 12 ly này. Còn cái này là 5 ly này. Có lỗ sẵn các bác về chỉ việc bắt đốc vào cửa thôi. Mã số 4 là con bu lông nhỏ nhỏ xinh xinh nha các bác nhé. Đầu 3/8. Đầu 3/8 nhé. Đảo chiều. Đầu 3/8 nha. Mã số 4 này 320k. Bao cước phí vận chuyển. Số 5. Con này nhỏ nhưng mà lại có võ đấy các bác ạ. Con này là con
đánh xăm xe máy đấy. Đầu kẹp này 6 ly đầu côn nhá. 6 ly đầu côn. Mã số 5 này 330k. Bao cước phí vận chuyển. Mã số 6. Một dây điện 3 lõi nhá. Dây 3 lõi này. Dây điện này của Nhật nha các bác nhá. Dây cáp của máy Nhật ra đấy, dây 3 lõi. Mã số 6 này 140k. Dài 4m4. Dài 4m4 các bác nhá. 140k. Bao luôn cước phí vận chuyển. Mã số 7 là ba cái dây điện này nhá. Một sợi 1m8, một sợi 2m, một sợi 2m4. Có một sợi này là 3 lõi này. Sợi 1m8 này 3 lõi này. Liên lạc nhá. Không đứt nối gì đâu. 3 sợi 140k. Em thanh lý luôn hết 3 sợi này. 140k. Một sợi 1m8, một sợi 2m, một sợi 2m4. Các bác về đấu khoan máy rất là vừa tầm. 140.000 ba sợi. Mã số 8 là một cái khò tóc. Cái khò này thì nó lại rất là chắc chắn, khỏe. Chức năng đầy đủ. Công tắc nhiệt ở đây các bác nhé. Còn đây là nút ngắt nhiệt này. Ngắt nhiệt nhanh này. Công tắc gió ở đây này. Hai nút nhiệt, hai nấc nhiệt, hai nấc gió này. Cái này là ngắt nhiệt này. Đó. Ngắt nhiệt nhanh. Hoạt động hoàn hảo nhé. Cái này ở trong nó là cái củ như kiểu máy xay ấy nhé. Chứ không phải là cái củ mà nó bé bằng ngón chân cái đâu. Bác hiểu là như thế, cái củ nó như cái máy xay sinh tố, nó như củ quạt của mình ấy. Mã số 8 này 130k này, bao luôn cước phí vận chuyển. Mã số 9. Mã số 9 là một con cắt gạch men của Matic này, xịn sò này. MT413 này. 1200W. Êm như ru. Đầy đủ công tắc chống bụi vẫn còn. Mã số 9, 500k bao cước phí vận chuyển. Con này nó bị một vết cắt ở đây này. Bác cắt để các bác hình như tưới nước vào sao. Em cũng không rõ lắm. Nhưng mà bị một vết cắt đây. Còn cái này hoạt động trơn tru hoàn hảo này. Số 9 500k bao cước phí. Số 10 là một con cưa gỗ. Cũng của Matic. Xịn sò. Có cả lưỡi nha các bác nha. Lưỡi và bảo vệ đầy đủ nha.
Lưỡi này thì nó cũng hơi kém rồi, lưỡi hợp kim nó cũng hơi kém. Nói chung các bác này dùng tạm thôi. Matic MT580. Con này là lưỡi 185mm nha. 1050W, điện 220V, 4700 vòng trên phút. Mã số 10, 550k bao cước phí vận chuyển. Số 11 là một con bào lưỡi 82 đang còn rất đẹp. Nhưng mà con này là không có lưỡi nha các bác nha. Em bán cho các bác là không có lưỡi đâu nha. Có kẹp lưỡi thôi. Kẹp lưỡi đầy đủ là không có lưỡi. Thiếu mỗi lưỡi thôi, các bác về lắp lưỡi vào là hoạt động ok. Số 11, 400k bao cước phí vận chuyển. Số 12 là một con mài khuôn. Enzu. Đầu kẹp này là đầu côn 6 ly nhá. Đó. Các bác đút cái đầu 6 ly ở đây là bạn mà nó chạm thôi. Số 12 này 330k bao cước phí vận chuyển. Số 13. Số 13 là một con máy mài lưỡi 125 của Makita nha các bác nha. Con này là 4030 này. Con này rất là nồi đồng cối đá này. Kẹp này em thay mới rồi nha. Nguyên bộ kẹp lưỡi này đẳng cấp rồi. Số 13, 750k bao cước phí vận chuyển. Con này cầm rất là vừa tay. Makita 4030. Số 14 là một con mài đá một tấc hiệu là FEG. Số 14 này 300k bao cước phí vận chuyển. Thời gian nó cũng hơi muộn rồi, em làm nhanh nha các bác nha. Số 15 là một con mài bóc.
riêng em dọn máy thì các bác cứ yên tâm, em tra dầu mỡ đầy đủ, bi bọt đâu ra đấy. Còn các bác đừng quan tâm đến cái phần bên ngoài nhiều quá. Mua máy cũ thì các bác quan tâm đến giá tiền và cái chất lượng máy thôi. Mà chất lượng thì nó đi đôi với giá tiền. Số 15, 300k, bao cước phí vận chuyển. Số 16, 300k, bao cước phí vận chuyển. Số 17. Số 17 cũng là một con máy bóc 320k, bao cước phí vận chuyển. Số 18. Số 18 là một con khoan hai chức năng. Con này nó có một nấc khoan sắt con gỗ và một nấc khoan tường, thích hợp cho bác nào dùng gia đình này, cả bắn tôn này, cả khoan tường này, cả khoan sắt này. Bắn tôn thì có điều tốc, có đảo chiều này, đây điều tốc đây, rất là mượt, điều tốc mượt vô cùng. Đảo chiều đây, đây là đất con gỗ nhá, đây là nước con tường đây, các bác chuyển đây, đó chuyển đây là nước con tường này, đó, con này con tường rất mạnh, đầu kẹp là 13 ly nữa, cái đầu này nó rất đẹp này, đầu này còn rất đẹp này. Số 18 này 420k, 420k, đầu này đẹp quá. Em có bán cả mở nhé. Bác nào lấy con khoan này thì em tiếc cái đầu này nó đẹp quá, kỷ niệm luôn cho các bác. Một cái mở này, này dùng nó sướng. Cái mở này em bán 25.000 một cái đấy, nhưng mà thôi bác lấy con khoan này thì em kỷ niệm luôn cái đầu, chúng ta về bác đóng vào đây nó hỏng mất, phí, kỷ niệm cho bác. Số 19. Số 19 là một con khoan gỗ Matex, đầu kẹp 10 ly nhá, đầu kẹp 10 ly, trơn tru hoàn hảo, có điều tốc, có đảo chiều, điều tốc đây, đảo chiều đây. Số 19 này 250k, cho bác nào nhanh tay, 250k bao cước phí vận chuyển. Số 20 cũng là một con khoan đầu kẹp 10 ly, có điều tốc, có đảo chiều. Con này đầu nhựa nhá, con này đầu còn giá trị hơn cả con kia. Số 20, 250k,
bao cước phí vận chuyển, có điều tốc, có đảo chiều, đầu kẹp 10 ly. Số 21. Con này là nửa đầu này nó bằng nhôm nha các bác nhé. Đầu kẹp này 10 ly này. Có điều tốc, có đảo chiều này. Điều tốc đây. Đảo chiều đây. Con này thì khỏe vô đối luôn. Bởi vì cái đầu nhôm này nó có cái hệ thống bánh răng lai ở trong này. Rất khỏe. Số 21, 300k bao cước phí vận chuyển. Số 22. Khoan bê tông. Ba chức năng. Khoan bê tông 3 chức năng, có điều tốc, có đảo chiều. Đây là nước khoan gỗ này. Đây là khoan bê tông này. Đây là đục bê tông này. Điều tốc đây. Đảo chiều đây. Đây nhé, đảo chiều đây các bác nhé. Đó, vặn dứt khoát rồi. Số 22. 570k bao cước phí vận chuyển. Một con duy nhất. Số 23. Là một con khoan bê tông 3 chức năng, không có đảo chiều, có điều tốc nhưng không có đảo chiều. Đây là nấc đục bê tông. Đây là nấc khoan bê tông này. Đây là nấc khoan gỗ này. Điều tốc đây. Số 23, 450k bao cước phí vận chuyển. Số 24. Cũng là một con khoan bê tông 3 chức năng. Thương hiệu là Boss. Đục bê tông này. Đây là lớp khoan bê tông này. Đây là lớp khoan gỗ này. Đây này là lớp khoan gỗ bị trượt rồi. Con này
trượt nhé. Cái này nó để em sẽ lắp lại cái này thôi. Bác nào lấy thì nó vẫn cứ giá như thế thôi, 470k. Số 24. Em lắp lại cái này là xong. Nó không vào ngàn. Số 24, 470k bao cước phí vận chuyển. Số 25. Khoan bê tông hiệu này là bót nhưng mà nó mất cái tem ở đây rồi. Ba chức năng nha ba nha. Đấy là nấc đục bê tông này. Đây, đây là khoan bê tông này. Đây là khoan gỗ này. Ốm mất rồi các bạn ạ. Được cái tâm này. Số 25. 450k bao cước phí vận chuyển. Nay tổng thể của em là có 25 mã. Con này cũng là mã cuối cùng. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Toàn bộ thông tin mua hàng của em ở trên tấm biển này. Các bác mua gì thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0326 106122. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi.